Chào các bác, rất vui khi gặp lại các bác ở trong cái clip hôm nay. Em sẽ báo giá cho các bác rất là nhiều những cái dòng sản phẩm loa hữu ích để cho các bác chơi. Nhân dịp Tết đến xuân về thì các bác hãy nhanh tay sắm cho mình một cái bộ dàn âm thanh anh nghe nha, với chất lượng cao. Trong cái video hôm nay thì em sẽ lên sóng cho các bác tất cả những cái mặt hàng vừa mới cập bến bên em. Các bác nào có nhu cầu mua thì các bác alo sớm cho em, bởi vì là có lẽ rằng đây là cái lô hàng mà cuối cùng về trong năm nay. Đấy, có lẽ sẽ không kịp về thêm được nữa đâu. Đấy, và các bác nào đang có nhu cầu mua, cần tìm cái model nào thì chúng ta hãy xem hết cái video clip này. Đấy, rất là có thể là các bác sẽ chọn được những cái dòng sản phẩm ưng ý cho mình. Và nhiều các bác cứ chờ xem có cái gì về thêm không, thì có lẽ là đợt này là hết rồi các bác nhé. Hết rồi, lác đác chắc chỉ còn một hoặc hai cặp loa nữa thì cập bến sau thôi, còn lại thì không có gì về thêm đâu. Mọi nhu cầu mua sắm thì các bác hãy alo cho em. Số máy là 0983586968. Shop bên em có địa chỉ ở tại phố Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội. Bên em giao hàng toàn quốc, giá sản phẩm không bao gồm phí ship. Mở đầu video clip thì em sẽ quay cho các bác là ba cái cặp loa cột của Anh Quốc. Vừa mới cập bến sau đặt trần ngày hôm nay. Đầu tiên đó là một cái cặp loa Tannoy 637 phiên bản màu đen các bác nhé. Rất là đẹp. 637 thì là một trong những cái model tầm trung của Tannoy cho cái chất âm vượt trội so với cái giá tiền. Cặp này thì sử dụng một cái loa bass 20, một loa mid 20 và loa chép kèn đồng trục. Đấy, rất là đẹp luôn, xuất sắc. Thùng vách góc cạnh cũng như là cái tuyến loa của cặp 637 rất là đẹp luôn các bác nhé. Đấy, thiết kế giống cái đàn anh D500, D700 các bác ạ. Đấy, công nghệ đồng trục của hãng đây. Rất đẹp này. Đây là loa bass, đấy loa bass. Đây là loa mid và chép đồng trục. Đấy, thùng vách góc cạnh rất là đẹp. Đấy, chân đế bằng nhựa các bác nhé. Phía đằng sau của cặp loa Tannoy 637 em mời các bác chúng ta cùng xem. Đây là phiên bản Black ASH. Đấy. Model là Tannoy 637. Đấy, có cái phần cọc loa zin nguyên bản và nó chơi được BY các bác nhé. Đấy, 637 nó chơi được BY. Rất là đẹp. 637 thì cái chất âm vượt trội rồi. Đấy, nhiều bác chúng ta rất là mê dòng này. Hình thức còn đẹp, cái căng còn đầy đủ. Cặp này là 13.500.000. Đấy, tiếp theo thì cũng là cùng quê hương với nó, cũng đến từ Anh Quốc. Cặp này của BVK cũng là một trong những cái thương hiệu rất là mạnh của Anh Quốc luôn. Cặp BVK phiên bản 630i. 630i là cái dòng cải tiến của 630 trơn, chất âm nó sẽ hay hơn. Cặp này thì gồm một bass 20, một mid 20 và một loa chép đo. Đấy, thùng hậu rất là sâu, nó cao và nó sâu hơn là Tannoy các bác nhé. Cái hậu này sâu khoảng 40-41cm. Và em này thì sử dụng cái vỏ gỗ sồi màu vàng, rất là đẹp. 630i, em này là y chứ không phải là trơn các bác nhé. Còn rất là đẹp, gân còn zin. Đấy, gân còn zin, mặt loa là mặt bằng nhựa. Có những cái phần hiệu ứng tiêu tán âm thanh rất là tốt, gân loa còn zin. Tuyến loa xuất sắc luôn. Đây các bác xem, tuyến loa xuất sắc luôn. Đấy, chép căng mọng. Đấy, xong là bát này, gân này, gân cao su zin này. Đấy, gân zin này, rất là đẹp. Rốn này, rốn zin. Đấy, rốn cao su mềm. Cặp này thì thiết kế lỗ thông hơi ở phía sau. Đấy, đời Y thì có tem chữ Y này, lỗ thông hơi ở phía sau này, phần cọc loa này. Em này thì shop đã xem rồi, số series là hai thùng là liền kề các bác nhé. Cặp này 13.2 triệu. Tiếp tục thì một cái đại diện đến từ Anh Quốc nữa. Cặp này là BVK DM603 phiên bản S3 bằng màu gỗ cherry. 603 thì nó có S603 trơn rồi S2, S3. Cái đời này là của em là đời S3. Đấy, vỏ gỗ này. Vỏ gỗ rất đẹp. Đấy, vỏ gỗ rất đẹp, tuyến loa xuất sắc luôn. Đây, các bác xem, tuyến loa là xuất sắc luôn. Đấy. Nét căng bát của nó một bát, một mít và một chép. Đấy. Rốn loa là căng mọng. Đây, căng còn đầy đủ các bác nhé. Cặp này thì 19 triệu cho cặp BVK. Đấy. Dòng này đời rất là cao, các bác đã chơi rồi thì các bác biết. Đấy. Tiếp theo thì em sẽ quay sang cái dòng loa cổ một chút đi cho các bác chơi. Đầu tiên thì là một em JBL cổ, em này là Lancer 99 sử dụng một bát 38
của Eneco và loa chép LE20 chép giấy cây căng của cặp 99 Lancer đây. Cái dòng củ này thì là củ em không nhớ mã, hình như củ 136H thì phải. Củ này tôi củ rất là gấu, dùng chung trên rất là nhiều đời JBL cao cấp. Con L220 Disco cũng sử dụng cái củ bát này các bác nhé. Đấy, rất là gấu luôn. Đấy, gân còn zin, vỏ gỗ đẹp, xuất sắc luôn. Đấy, chơi nhạc vàng, nhạc xưa trên cặp JBL này rất là tuyệt vời. Cặp này thì em có giảm giá cho các bác 18 triệu rưỡi là xuống còn 18 triệu. Đấy, căng rất là đẹp. Đấy, xuất sắc luôn. Góc cạnh này, tuyến loa đây các bác xem, chưa một vết cấn móp, bát còn trắng tinh. Đấy, bát còn trắng tinh các bác nhé. Đấy, 18 triệu thôi. Tiếp tục thì một cặp của Pioneer. Cặp này là cặp CSE700 với công nghệ màng FP nổi tiếng của hãng. Đấy, một bát 30, một loa chung và một loa chép kèn. Và tuyến loa đẹp như mới. Cặp này mới thiếu hộp xốp. Mới chỉ thiếu hộp xốp thôi. Em đã có lên cái video clip lần trước rồi. Đấy, cái căng của nó thì ở bên trên kia. Cặp này thì cái mặt hậu của nó thì nhìn đúng như là cái mặt trước luôn. Đấy, màu gỗ rất đẹp. Đấy, công nghệ màng FP nổi tiếng của Pioneer cho chất âm rất hay. Đây các bác xem, đẹp tuyệt vời luôn, đẹp không tì vết các bác nhé. Đối với cặp CSE700 này thì có giá 15 triệu đồng thôi, giá rất là rẻ cho các bác chơi. Đấy, nghe không kém gì 77A nhưng mà tiếng lại giá lại rất tốt. Đấy, Pioneer thì có thêm em CS911 bát 40. Bát 40 thì hôm nay rất là ít. Đấy, chỉ có cặp Pioneer CS911 này. Một bát 40, hai loa chung và ba loa chép. Đấy, lỗ thông hơi ở phía trước. Cặp này thì còn nguyên cả cái phần tem giấy khai sinh ở phía sau. Cái cầm của nó này để trên chốc. Đấy, tuyến loa rất là đẹp, bát mà màu da bò. Đấy, gần zin theo loa. Cặp này thì thùng rất nặng luôn. Thùng nặng phải khoảng chừng gần 30 cân cho một thùng. Cặp 911 này thì giá của em nó là 16 triệu đồng các bác nhé. 16 triệu đồng. Cặp này thì chơi nhạc vàng, nhạc bolero rất là hay. Tiếng đánh rất là lực và các bác có thể kết hợp hát karaoke được. Nó có lỗ thông hơi ở phía trước. Đấy, gân của nó gân zin các bác nhé. Đấy, hai loa mid và ba loa chép. Cái căng đầy đủ các bác nhé. Cặp này 16 triệu thôi. Tiếp tục em quay cho các bác một cặp Pioneer CS88A vừa mới về. Đấy, cái đời này rất là hiếm. 88A củ bát là củ 500 móng lừa nhá, của 500 Eneco móng lừa ở đây. Đấy, các bác thấy không ạ, rất là hiếm. Đấy, củ vuông. Đấy, 88A củ vuông rất đẹp, zin nguyên bản 100%. Đấy, em đã tháo đại diện một chiếc này để cho các bác xem. 88A thì là một model huyền thoại rồi. Đấy, để cho các bác chơi nhạc vàng, nhạc xưa, nhạc băng cối. Một bát 30 màng FP này, hai loa chung này FP, hai loa chép FP và một cái loa chép kèn. À, bên này cũng thế ạ. Đấy, xuất sắc luôn. Cái căng mắt võng này. Đấy, tiếng loa là không tì vết luôn các bác nhé. Em này đẹp xuất sắc luôn, từ trước sau như một. Đấy, rất là mộc mạc. Đây các bác xem. Đấy, đẹp nét căng. Không có loa nào bị cấn, bị móp một chút nào. Đấy, các bác xem. Cặp này giá rất là tốt. Đây các bác xem, thùng hậu đây, đây này về 88A giá rất là tốt luôn. 28 triệu cho cặp 88A này, phần hậu nét căng luôn. Cặp loa, cầu loa còn đầy đủ. 28 triệu cho cặp loa này thôi. Ở đây thì có một cái lô JBL cây cột phục vụ cho các bác chơi đa năng. Đấy, tiếng rất là hay. Đây là những cái cặp loa mà các bác có thể là kết hợp vừa nghe nhạc vừa hát karaoke gia đình được. Đấy, tiếng rất là tốt trong cái tầm tiền. Đấy, hình thức đẹp, loa cây cột sang trọng. Đầu tiên là cặp JBL Venus Stadium. Cặp này thì hôm qua em lên cái clip test rồi, bát của nó đánh rất là lực luôn, trong cái tầm tiền thì không có đối thủ luôn. Đấy, hai bát 20, một chung và một tép. Đấy, vỏ phần gỗ rất đẹp, màu đen. Đây ạ. Cặp này là Venus Stadium 12.500.000. Bát đánh rất là lực các bác nhé. Đấy, bát đánh rất là lực. Lớn hơn nó thì có cặp JBL ND310. ND310 thì bát to hơn, hai bát 25 và một chung một tép, thùng cũng to và sâu hơn. Dĩ nhiên là tiếng nó sẽ đánh tốt và lực hơn, phục vụ cho những không gian phòng chơi lớn hơn. Cặp này 16.500.000 thì em sẽ giảm cho bác còn 16 triệu.
Ở đây thì có hai cặp JBL S310 các bác nhé. S310 thì là ba loa một thùng. Đấy, rất là đẹp. Hai cặp này y chang như nhau, một cặp là thùng màu đen, một cặp là thùng màu vàng, còn lại thì là cùng màu đen giống nhau luôn. Đấy, căng khi mà lắp vào thì nó sẽ như thế này. Đấy, cặp này thì bát của nó 25 màu cam. Đấy, một chung và một tép, tiếng loa rất đẹp. Cặp này thì 14,8 triệu thì em sẽ giảm cho các bác là còn 14,5 triệu. Đây, 14,8 triệu các bác, em sẽ giảm cho các bác 14,5 triệu. Đấy, các bác nào mà thiện chí thì em sẽ bớt thêm được 100-200 nữa. Đấy, nhanh gọn à, cũng gần Tết rồi. Đây, cái căng của nó còn đầy đủ các bác nhé. À, quay sang bên này thì còn rất là nhiều loa, bên này em sẽ quay cho các bác luôn. Một cặp loa Calip KG5.5 đây vừa mới về. Đấy, dòng này rất là hiếm luôn. À, hôm trước thì em về một cặp và bán rất nhanh, chỉ trong khoảng 30 phút lên sóng, và rất là may mắn hôm nay về được một cặp. Đấy, đợt này về được hai cặp Calip. Cặp này thì đẹp xuất sắc rồi. À, và cái tiếng của Calip thì các bác khỏi chê. Đây các bác thấy không ạ? Cái hậu của nó phải sâu tới 45 cm. Và thùng vỏ và gỗ sồi rất là đẹp. Đối với cái dòng Calip 5.5 này thì nó sử dụng cái cấu hình là gồm có mỗi thùng gồm có hai loa bát đường kính là 25, hai bát thật và một cái loa chép kèn họng trách rất là lớn. Đấy, thùng rất nặng, thùng vỏ gỗ sồi. Cặp này về thì còn cả cái phần chân đinh zin theo loa các bác nhé. Đấy, còn cả phần chân đinh zin theo loa, tuyến loa rất là đẹp. Cặp này thì có chơi đa năng, nghe nhạc và hát karaoke rất là tuyệt vời. Đấy, sử dụng e căng 5 hit còn rất đẹp. À, dòng này thì là dòng Calip Mỹ Nòi. Đây các bác xem cái phần vỏ gỗ của nó đây. Đấy, đây cái phần vỏ gỗ của nó đây, đây cái phần hậu đây. Đấy. À, dòng Calip Mỹ Nòi, Calip KG5.5. Đấy, cặp loa zin này. Đấy, và nó có tem chữ ký. Đấy, đội ngũ họ sẽ test lại sản phẩm, họ sẽ bán ra thị trường. Tuy nhiên thì cặp này về thì nó có một cái lỗi. Đấy, một cái lỗi cũng không phải là nhỏ, cho nên em sẽ để cho bác cái mức giá cực kỳ tốt. Đấy, bình thường thì là khoảng 22 triệu như cặp vừa rồi em bán đúng 22 triệu, cặp này để cho bác 17,5 triệu. Nó có một cái lỗi như này thì em sẽ nói luôn cho bác. Đấy, vâng, gọi là bán lỗ đấy. Thì các bác có thể nhìn thấy không? Đấy, bên tay anh Tây anh độ một cái quả lo bát này. Đấy, đây các bác thấy không? Cái quả lo bát này thì hoặc nhìn xa thì chúng ta không thấy đâu. Đấy, nhưng mà nhìn gần, đấy, để ý một chút thì sẽ thấy là bị độ mất một con bát, gọi là lai một con bát. Đấy, con bát Mỹ tháo ra rất to. Đấy, chính vì thế là em đã tháo hết ra em xem rồi, zin 100%. Duy nhất là bị lai một con bát. Đấy, khác đời. Lai một con bát khác đời. Bán xả cho các bác, bán lỗ. Đấy, từ 22 triệu xuống còn 17,5 triệu. Đấy, giảm gần 5 triệu bạc một con bát. Đấy. Đấy, khi mà mua thì em cũng chỉ có đấy, cuối năm là rất là bận, mà nhìn qua hình ảnh thì mình không có phát hiện ra là nó bị lai một con bát. Đấy, về đến nhà thì nhìn thấy là lai một con bát, thế là thôi rồi. Đấy, bắt buộc là phải bán xả cho bác. Tuy nhiên cái chất âm của nó rất hay, và con bát này rất khủng nhá. Con bát này củ nó còn to hơn cả những cái củ zin của loa luôn. 17,5 triệu. Đây các bác nhìn xa bình thường thì không thấy đâu. Đấy, nhìn xa thì bình thường thì không thấy đâu. Đấy, nhưng mà lại gần là em nhìn quen loa Calip rồi là em biết ngay là lai một con bát. 17,5 triệu. Đấy, hơi buồn một chút các bác nhé. Đấy, tiếp theo thì một đôi Diatón DS97C. Đôi này thì hôm trước cũng có vẻ và bán rất là nhanh, một cặp loa rất hot trên thị trường. Đấy, dòng Diatón DS97C thì nó chơi đa năng các cái thể loại nhạc các bác nhé. 97C thì chơi cực kỳ là đa năng các cái thể loại nhạc. Bát thì nó đánh như bom luôn. Đấy, cặp này đẹp không tì vết luôn, bát 30. Đấy, màn Kevlar rất là cao cấp, một loa chung và một cái loa chép đo. Cái dòng 97C này thì tiếng thì uy lực và chơi đa năng, các bác có thể kết hợp hát nữa. Đấy, đẹp xuất sắc luôn. Cặp này thì rất là nặng. Đấy, mỗi thùng nặng khoảng 45 kg, cả cặp thì cũng gần một tạ các bác nhé. Đây các bác xem hình thức đây. Đấy, rất là đẹp, một cặp loa thiết kế chỉnh chu. Phần hậu phía sau đây. Đấy, các cái chi tiết còn rất là đẹp. 230W một thùng. Đấy, đủ để các bác quẩy tung nóc nhà luôn. Đấy,
tiếng rất là chất và nặng. Thì chúng ta sẽ cùng nhau xem cái phần tiến loa của cặp này. Đây là một cái dòng loa cao cấp của Dieton, model 97C, sử dụng công nghệ T-Bond, giải cao rất là đặc biệt. Và toàn bộ những cái ốc bắt loa thì hãng có thiết kế một cái núm cao su chụp lên và có dập nổi cái logo của Dieton. Và những cái loa thì đều được dập cái đường chỉ vàng rất là đẹp và sang trọng. Màng Kevlar này rất khỏe, này tiếng rất lực nhá. Đấy, các bác thấy em gõ nhẹ vào cái tiếng bass nó lên rất là lực luôn. Đấy, rốn là căng mọng này, tiến loa xuất sắc, cái căng đầy đủ. Cặp này 19.500.000. Tiếp tục quay cho các bác một cặp loa Dieton 25. Đấy, Dieton 25 em này vừa về các bác nhé. Hôm trước thì em bán một cặp rồi. Cái cặp hôm trước là cái kiềng của loa bass cộng hưởng nó màu đen, cặp này màu trắng. Nên các bác nhìn vào đó thì các bác phân biệt, chứ nhiều bác lại bảo là đăng rồi lại đăng lại. Đây, các bác xem, cặp này vân gỗ của nó cũng khác cái cặp hôm trước. Đấy, Dieton 25. Đây, các bác xem. Đấy, cái vân gỗ của em này thì rất là đẹp. Dieton 25 thì là huyền thoại nhập vàng rồi, một trong những cái dòng loa rất là nổi tiếng của Anh Quốc, đến từ cái xứ sở sương mù. Cặp này thì được sản xuất ra để cạnh tranh với những cái dòng loa của AIR. Này, các bác xem phần hậu họ làm rất đẹp. Dieton 25 thì tiếng thì hay khủng khiếp rồi. Đấy, hay khủng khiếp luôn. Nhạc vàng rất là ngọt, tiếng nó mềm, sâu, bay bập. Cặp này thì hai bát, một bát, hai bát 30 các bác nhá. Thì có một bát dưới là cộng hưởng, còn bên bát trên là bát điện. Đấy, tiếng loa còn rất đẹp và zin nguyên bản. Đấy, gần còn zin các bác nhá. Một bát này, hai chung này và một cái loa chép đom, hai chung xoáy và một chép đom. Đấy, căng đây, căng thì nó cũng khác hôm trước một chút. Đấy, căng này nó khác hôm trước một chút. Cặp này thì 20.500.000. Đấy, loa anh thì em quay tiếp cho các bác một cặp loa anh cổ đây. Cặp loa anh cổ, cặp này là Wakatan VK370. VK70 nhưng mà Mark 2 các bác nhé, MK2. Đấy, một cái dòng loa cổ có thiết kế rất là độc đáo và sang trọng. Các bác nhìn thấy không ạ? Phần trên nóc và phần đáy thì họ thiết kế nó đối xứng nhau. Thiết kế đối xứng nhau, rất đẹp luôn. Đấy, rất đẹp luôn. E căng của hai em nó đây. E căng sử dụng lưới vải thổ cẩm và có tem còn nguyên. Đấy, 4 loa, 4 đường tiếng, một bát 30, một mid trầm 20 và một mid cao, một chép đo. Con này thì các bác chơi nhạc vàng nhạc xưa thì quá là tuyệt vời. Các bác bày trên những bộ băng cối, các bác nghe thì hết thuốc luôn. Rất là đẹp. Đấy, cần chỉ phải những cái dòng loa Pioneer mắt võng. Đấy, các bác chơi loa Anh Quốc thì nó đẳng cấp hơn rất là nhiều. Cặp này chỉ có 20.500.000 thôi. Rất là đẹp. Và phiên bản Mark 2, phiên bản 70 trơn thì 70D thì nó cái mặt nó đen, còn Mark 2 thì cái mặt của nó là hơi màu xám một chút các bác nhá. Đây, phần hậu còn rất đẹp. Đấy, phần hậu còn mới tinh luôn. Phần cọc loa còn đầy đủ cho các bác chơi. Đấy, quá là xuất sắc luôn. 20.500.000. Ở đây thì có một cặp loa nhỏ xinh và giá rất dễ chịu. Cặp loa Mỹ, cặp này là cặp loa Mỹ Infinity Revision 4. Cặp Infinity này thì 7 triệu thôi, 7 triệu rưỡi, xin lỗi các bác. Đây, 7 triệu rưỡi. Đấy, 7 triệu rưỡi cho các bác chơi. Bass 20, một chung và một cái loa chép emit chép điện nhá. Đấy, vỏ gỗ sồi màu vàng, đẹp xuất sắc luôn. Đấy, loa Infinity mà chép điện thì các bác thấy giá trị nào? Riêng con chép này các bác bán được 3-4 triệu rồi. Đấy, một cặp chép điện nhá. Chép điện 3-4 triệu là chuyện rất là bình thường các bác nhé. Tiếng rất hay. Cặp này 7 triệu rưỡi. Amly Marzahn PM80. Con này gần như đã tuyệt chủng ở trên thị trường rồi, rất hiếm gặp. Con này thì các bác đánh loa Mỹ thì rất hay nhé. Đấy, con này rất hay luôn. Hai bên là sử dụng hai cái hồi gang cao cấp, tiếng đánh rất tốt luôn. Đấy, 7.800.000 đồng cho con này, đẹp xuất sắc luôn. 220W. Đấy, các bác ghép vào loa này ok luôn. Ghép loa Mỹ JBL các thứ thì cũng rất hợp lý. 7.800.000 thôi. Bass 40 thì em còn cái cặp loa Kenwood KL999X. Bass 40 loa cổ. Bass 40 hoặc 43 gì đấy, có duy nhất một con này thôi. Đấy, nhiều bác mà săn những cái cặp loa cổ. Đấy, lưới gỗ này,
Đấy, thì các bác nghiên cứu ngay con 999X này, đời rất cao. Đây, các bác xem, duy nhất một con đời rất là cao. Đấy, con này thì bát phải đến 43 rồi. Bát 43, một chung giấy, đấy, một chép kèn, rồi hai loa siêu chép, kèn còi của nó thì vĩ đại luôn. Thì loa rất là đẹp. Đấy, các bác nhìn nhé, 999X thì là mắc số rồi. Đấy, là hết số của đời 3 con 9 rồi. Đấy, các bác nhìn cái hệ thống kèn còi của nó đây. Đấy, ống ánh như đầu đạn luôn, rất là đẹp. Loa mít này, bát này. Đấy, bát màu hơi tím tím một chút. Đấy, cái rốn zin này, rốn zin nó nhăn nhăn này rất đẹp. Hai lỗ thông hơi, cặp này công suất khá là lớn, các bác cũng có thể chơi đa năng được. Này, các bác xem. Đấy, rất là đẹp, tiếng loa xuất sắc luôn. Cái cằm rất đẹp. Cặp này thì công suất là 300W cho một thùng. Đây, phần hậu đây. Mới chắc luôn. 16.500.000 cho cặp 99X duy nhất một cặp thôi. Bây giờ không có nữa đâu các bác nhé. Đấy, hết rồi, năm mới hết Tết đến rồi. Đấy, e căng còn đẹp. Có một cái cặp loa cây cột rất là khủng ở đây. Cây cột rất là khủng ở đây mà nãy giờ quên không kịp quay cho bác quay. Có lẽ quay cuối video clip. Cặp này cao 1m2, nặng 1 tạ. Cặp này là Infinity Kappa 8.2i. Đấy, một cặp loa cột có thiết kế nó đồ sộ như nào. Bát của nó bát 30, 4 loa, 4 đường tiếng. Em này là bát đánh rung nhà luôn các bác nhé. Đấy, một bát 30, một trung trầm, một trung cao và một loa chép điện EMIT, thùng vỏ gỗ sồi. Đẹp chỉ thiếu xốp thôi. Đây, các bác xem đẹp chỉ thiếu xốp thôi. Cặp này 26 triệu em giảm còn 25 triệu cho các bác chơi. JBL 4425. Đấy, 4425 33 triệu cho một cặp. 4425. Đấy, còn CS 801, CS 901 thì em hôm trước em quay rồi. Này em sẽ đọc lại giá cho các bác. 801 nó là 18 triệu 8, 901. Đấy, 901 thì 30 triệu giảm còn 29 triệu cho các bác. Đấy, các bác quan tâm bất cứ cặp nào thì alo cho em. Cảm ơn các bác, xin chào và hẹn gặp lại.